À, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới một cái bài rất là hay, đó là cũng một số cái kiến thức cơ bản của viết lập trình Excel, VBA trong Excel. Thì bài này chúng ta là Search a Google, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo một cái công cụ tìm kiếm gợi ý giống như kiểu là Google. Thì bây giờ mình ví dụ như là như thế này, chúng ta tìm là chữ địa, thì nó sẽ có những cái ở phía dưới này có những cái chữ địa chỉ gì đó, nó sẽ sổ lên, nó sẽ tìm kiếm như vậy. Và nếu mà chúng ta không tìm gì, nó có tới khoảng 4.000 dòng như thế này. Ta là tháng, từng tháng, phòng ban, diễn giải cái người, những cái mục mà họ cải tiến nào. Đây là giả sử trong một cái chương trình là gọi là cải tiến của một công ty chẳng hạn. À, như vậy thì chúng ta muốn giả sử đây là đây là mình lấy ví dụ do mình có data sẵn, chứ còn đúng ra những cái dạng bài toán này chúng ta rất là thích hợp trong việc là quản lý kho, để tìm kiếm là xem là kho còn tồn bao nhiêu. Chúng ta không nhớ được cái tên chính xác, chỉ cần nhớ được một cái gì đó chúng ta có thể search. Mình giả sử mình sẽ tìm, giả sử với ví dụ như này là PLC ha, hay là chúng ta có thể tìm những chữ là nào thuộc cái băng tải 5252 gì đó, 5252 chẳng hạn. À, thì chúng ta thấy là có vậy, nó sẽ đi tìm kiếm và nó sổ ra đây cho chúng ta. Mình nghĩ là có thể mất khoảng 5 hoặc 10 phút để chúng ta có thể làm một cái file như thế này. Và dĩ nhiên thì những cái câu lệnh nó cũng rất là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ đầu cho tới cuối về cái cách search như thế này. Ok. Và mình sẽ tạm tắt cái file này đi và chúng ta làm một cái mới. Viết ra đây có 6 bước nhưng mà thực tế thì nó những cái bước nó rất là nhanh thôi, nó làm trong vài phút thôi. Là xong hết tất cả các bước này. Ok. Như vậy việc đầu tiên đó là mình hướng dẫn đây, thì là cái khi mà Excel của các bạn vừa mở lên thì thông thường nó sẽ chưa cho phép các bạn chạy cái dạng macro. Nên là bước 1 tức là thay lệnh lấy cái thanh công cụ developer ra trước, sau đó scroll là bước thứ hai. Và những bước này chúng ta làm như sau. Bước đầu tiên chúng ta vào, chưa có thanh developer thì các bạn làm bước 1 nha. Tức là bạn phải vào File, các bạn chọn Customize the ribbon này. Đó. Sau đó các bạn thấy như thế này. Sau đó các bạn nhìn ở bên đây nó có cái chữ Developer, các bạn vào ha. Nếu mà chưa tích thì mình tích vào. Sau đó các bạn bấm OK ở phía dưới này. Lúc đó các bạn thấy ở trên thanh công cụ nó có chữ Developer. Ok. Là chúng ta hết cái được cái bước thứ nhất. Bước thứ hai đó là set secure macro security để cho phép cái file Excel này nó chạy code. Ok. Rồi bước thứ hai chúng ta sẽ vào, khi mà vào cái buffer này, sau đó các bạn vào macro, macro security này, vào đây đó, thì chúng ta thấy là chúng ta phải tích. Nếu cái máy các bạn mà thường thì nó sẽ tích ở đây tại vì nó không cho phép, thì chúng ta các bạn bấm ở cái cuối cùng, tức là enable all macros not recommended gì đó, các bạn bấm cái chỗ này, sau đó các bạn bấm ok. Đó. Thứ ba đó là gì, copy nguồn dữ liệu. Để nó search được Google như vậy, bắt buộc các bạn phải có cái nguồn. Giả sử mình có, mình download ở trên cái trang của công ty về, mình có cái, đây là cái chương tiến, nó có hàng ngàn mục mà đã được cải tiến trong một năm chẳng hạn, như thế này. Theo các bạn nhớ cái bước này, tức là bạn copy lấy cái tiêu đề này, ở đây có tiêu đề này, copy cái tiêu đề này các bạn vào cái đây. Đây các bạn có thể Ctrl V và các bạn, hoặc là các bạn có thể là Ctrl C xong rồi Ctrl V, hoặc là kiểu gì cũng được, miễn đó là một cái thao tác copy thôi, để thẳng vào tới cột A luôn như này. Tức là gì, đây là mình copy cái tiêu đề này này, cái tiêu đề này này đó, vào cái chỗ là A4, như A4 hay A2 A3 gì cũng được tùy cái đó. Bước này là chúng ta copy cái tiêu đề qua đây là ha, là bước thứ ba ha, là tới đây thôi. Bắt đầu chúng ta bắt đầu đi, muốn viết code thì chúng ta sẽ vào là gì, vào lại là developer ha, xong các bạn vào cái Visual Basic đây này, chỗ này module này, thấy chỗ này là các bạn chọn này, các bạn chọn mô, có thể viết cái chương trình hoặc là copy cái để mất đỡ mất thời gian thì mình viết đây thôi, mình copy vào thôi, mình chữ sub ha. Còn cái đây là cái tên chương trình, mình gọi tên nó là search thôi. Còn đây là khai báo gì đó, thì cái này mình đang về cơ bản chúng ta cũng cứ làm theo để mà chúng ta có thể làm một cái file như thế này trước về, và mình các bạn lâu dài thì các bạn sẽ hiểu được từng cái. Nhưng mà thực tế đây, tất cả những cái này là mình đang đang làm một, viết cái câu lệnh để nó hiểu giống như là advanced filter trong Excel thuần túy. Ok. Và mình viết là như thế này, tức là nó sẽ hiểu như thế nào. Tức là vậy câu đầu tiên, cái set đầu tiên này này, cái câu đầu tiên này mình nói là
lấy dữ liệu, lấy sheet, mình xét cái A này, mình đặt tên nó là ba anh, một anh tên là A, một anh tên B, tên C. Cái này gọi là khai báo biến thôi, biến A, biến B, biến C. Và đặt tên cho A nó bằng là sheet. Các bạn hiểu chỗ này ha. Này là Excel, cái này là VBA các bạn. Sheet data có nghĩa là gì? Nó là cái này nè. Nó là sheet có tên mở ngoặc nó đúng cái cú pháp như này ha. Data có nghĩa là cái chỗ này nè, do cái này là data nè, cái chữ này là data nè. Đó thì cái đó là data thì nó đây chính là sheet có tên là data nè. Chấm range A1 tới 400.000, mình muốn cho nó dài như vậy thì là tức là gì, do là cái A1 này này, range sheet data này ha, có cái range là từ mình đang để là từ A1. Còn nếu mà dữ liệu của các bạn là từ A4 hay 7 gì đó, các bạn copy xuống dưới này thì các bạn phải là khai lại là từ, ví dụ đây là A1 nè cho tới E, rất là dài, mình cho tới E 400.000 chẳng hạn, mình để cái range nó là E 400.000, tức là lấy một cái range có nghĩa là gì, cái set cho cái mảng dữ liệu nguồn của mình á, cái này là gọi là nguồn dữ liệu mình này, nguồn mà cần mà nó sẽ đi đi vào để nó tìm kiếm là cái này nè. Cái thứ hai nữa là bắt đầu các bạn set cái tên tên B, đúng ra cái này thì mình hay viết ngắn vậy nhưng nó cũng hơi khó hiểu, nhưng mà các bạn mình thì hay viết như vậy cho hồi nó mình viết cho dễ. Tức là B thì là mình đặt tên cho anh B này là anh B này, có nghĩa là nó sẽ tương đương với cái là sheet có tên search, có tên là search, range là range là gì, range là gì thì các bạn phải làm như thế này. Search có nghĩa là đây mình đang để là đây là 4 ha, A4 cho tới E E A4 cho tới E4 thì các bạn chọn, các bạn sẽ viết làm sao nó sửa làm sao cái code nó hiểu là nó phải là nó lấy hai cái hàng như thế này. Giả sử đây là tại sao là A4 thì A đây là cột A này, đây là số 4 này, đây là cột E này, và mình lấy xuống thêm một hàng là 5. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái chỗ này này, chúng ta sẽ phải sửa cái là gọi là cái đầu tiên gọi là cái range, còn cái thứ hai là cái hàng mình vừa copy ra này ha. Cái chỗ này viết copy ra chỗ nào thì các bạn viết 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 chỗ đó, mình đổi chỗ đó. Thì ở đây trong trường hợp này nó đang là A4 cho tới E5, thì chúng ta đổi viết cái này gọi là từ range A4 cho tới E5 để nó hiểu giống như kiểu advanced filter trong Excel từng tí. Thì là A4 E5, nhớ là chúng ta mình lấy cái range của nó phải là dưới xuống dưới một cái, đó là các bạn viết cái range sao nó hiểu được như thế này nè, A4 cho tới E5 như thế này. Ok rồi, đó là set cho cái B nó như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiếp theo là cái C, tức là gì, copy ra đâu thì các bạn bạn C là nó sẽ copy ra đâu, là tên C này là sẽ bằng sheet search, có tên là search, tức là cũng là cái, xin lỗi đánh lộn đây, nó cũng là sheet tên là search đây, mà mình các bạn giả sử các bạn muốn là nó sẽ cái lúc mà nó search xong nó xuống từ từ ô từ 8 đi, thì mình sẽ nói là từ A8 cho tới E8. Ok thì mình chỉ viết như vậy, lúc đó đổi cái này là A8, đây là A8 ha, mình muốn nó copy ra chỗ A8 cho tới E8 như thế này. Ok, và cái phần dưới này thì là các bạn không cần, các bạn cứ copy hay là để y như thế này, tại vì cái này là cái câu câu lệnh, nó sẽ hiểu là advanced filter. Và cái chương trình này có tên là search, nằm ở trong này, trong module này. Mình viết như thế này. Như vậy là xong, là nó sẽ hiểu được. Và việc tiếp theo là gì? Chúng ta muốn test nó thử, chúng ta có thể lấy một cái, chúng ta có thể lấy gì? Như những cái bài hôm trước mình có nói là mình muốn gán cái macro đó, giả sử ra ngoài để mình chạy thử vào qua cái nút như thế này. Thì chúng ta chỉ cần là chuột phải nè. Assign macro mà mình vừa viết cái chương trình có tên là search. Nên các bạn ok. Thì các bạn này, các bạn sẽ thấy là những cái câu lệnh đó nó sẽ ra lệnh cho thằng Excel hiểu như thế nào, nó sẽ như thế này. Các bạn kích này, test thử này. Đó, nó đã load cái ra, do mình chả search cái gì cả, mình giả sử diễn giải này mình có cái chữ là PLC chẳng hạn. Bây giờ chúng ta chạy nào. Người cải tiến diễn giải kết quả đánh giá. À,
có mình phải có, ví dụ mình test mà muốn nó tìm được bất cứ chỗ nào thì nó phải là sao PLC mình test thử, nó sẽ cái nào mà nó có chữ PLC thì nó sẽ sổ ra như thế này. Đấy, có nghĩa là cái chương trình mình vừa viết như hồi nãy là nó đã có tác dụng đó, nó chạy, nó đang chạy ok đó ha. Tức là mình đây là mình test như vậy ha. Mình giả sử rồi mình muốn có cái chữ là tìm kiếm có chữ là địa chẳng hạn. À, nó như thế này. Đây là mình mới được một bước nên nó vẫn chưa giống Google đúng không ạ? Các bạn, nếu các bạn cảm thấy là dùng cái nút này như thế này cũng được, đánh xong đánh nút thì nó cái này thì cũng ok rồi. Chứ cũng không phải là chứ nó cũng là ok về cái mặt ấy rồi. Nhưng mà để mà làm sao mà để nó mà đánh như hồi nãy cái bài mình làm demo, làm sao đánh vô đây mà nó chạy như Google, đánh vô thì nó tự chạy. Thì tới bước tới cái này là bước thứ tư xong. Như vậy là chúng ta là nó đã nó ok rồi đó. Nhưng mà muốn giống Google các bạn cần phải có cái bước thứ năm. Thì này cũng đơn giản, bước thứ năm này thì là các bạn cứ làm theo, nhưng mà cái này cũng đơn giản lắm. Tức là gì, các bạn vào cái developer này, bạn này vào developer lần nữa này, xong các bạn nhớ là vào cái chỗ này developer vào insert xuống phía dưới này, cái chỗ ActiveX Control phía dưới này các bạn tìm cái chữ gọi là tag box. Đây là cái tag box, thì nó tạo ra một cái tag box. Thì giả sử mình làm một cái tag box như thế này. Cái tag box như thế này, khi bạn tag box như thế này, sau đó các bạn viết, thì mình sẽ viết viết cái chương trình này. Nên các bạn làm xong cái tag box như này, các bạn double click này, double click, và các bạn viết cái câu cũng cũng sẽ đơn đơn giản như thế này các bạn. Đấy là do event rồi, xong ở dưới các bạn viết là mình muốn là khi mà đánh vào cái ô này thì cái chữ nó chạy xuống, khi đánh vào cái tag box này thì nó sẽ chạy xuống đây là d d5 ha. Thì lúc đó chúng ta viết viết làm sao mà khi mà cái đây là cái mình đang viết cái chương trình trên cái tag, đang viết trên chương trình trên cái tag box. Thì chúng ta đây đây nó mình vừa làm ra nó có tên là tag box 1. Ok. Như vậy chúng ta sẽ nói là range, tức là cái range mà có tên là đây là D đúng không? D đây là mình muốn gán vào đây là D5. D5 bằng gì? Bằng các bạn để là bằng tag box 1. Tức là cái này này, tag box 1 chấm value. Ok. Và mình muốn là bây giờ mình sẽ test ha. Mình sẽ test. Ok, xong như thế này ha. Viết xong câu này thôi. Okay, mà các bạn sẽ test này. Nhớ là các bạn phải bấm vào cái các bạn có thể bấm bấm vào cái chỗ này nè để cho nó là bỏ cái design mode đi. Thì lúc đó nó mới chạy được. Hoặc là như thế này thì các bạn sẽ thấy nè. Mình vừa làm cái tag box đây không? Mình giả sử mình muốn đánh chữ là sao PLC. Như thế này thì PLC thì nó mới tới bước này, có nghĩa là mình đánh ở đây nhưng mà nó lại chạy vào đây đúng không? Rồi tới đó bắt đầu mình đó là cái cách cái gán dữ liệu từ tag box xuống. Ok, xong bây giờ mình phải viết thêm một hai câu lệnh nữa thì nó sẽ giống Google thôi. Như thế này, chúng ta sẽ tag bằng cái này, mình muốn có dấu sao trước nên chúng ta có thể để là sao cách là end là như thế này. Rồi gán nó vô, và mình muốn lúc này chúng ta gọi cái chương trình search hồi nãy lên, chúng ta sẽ viết cái là call call search. Mình có viết cái chương trình có tên là search thì mình nói là gọi chương trình search lên. Thì cứ mỗi lần mà thằng này có cái trên cái range này mà thay đổi chữ lúc này nó, các bạn sẽ thấy viết tới đó là ok này. Các bạn về cho các bạn xem này, mình viết này đó. Các bạn giả sử mình để là có chữ là mái che đi. Đó, nó sẽ search như thế này. Bây giờ các bạn hồi nãy là nó chưa, nhưng bây giờ viết có nhiêu đây thôi là nó đủ. Bây giờ là giống Google rồi. À, là các bạn có thể tìm chữ béo như thế này. Ok. Đó, nó sẽ vậy. Hoặc là các bạn tìm được chữ gì đó, create gì đó. Đó, nó sẽ search được từ dữ liệu nguồn này, nó lấy qua qua bên đây. Và việc cuối cùng là gì? À, chúng ta sẽ đi là để mà cái này quan trọng là
khi để mà các bạn ví dụ mình muốn để cái text box này lên đây thì các bạn phải nhớ như thế này, tức là sau khi nó chạy rồi bấm cái design mode rồi á, tức là bấm wrapper lại này, thì các bạn muốn muốn di chuyển được cái text box này các bạn phải bấm vào design mode, tức là lúc đó mình cho phép là mình di rời cái mấy cái text box này đi đi vào vị trí như thế này. À, nên lúc này nó cũng giống như một cái giống như một cái shape bình thường đây. À, như thế này. Ok, đây là mình đây là một ví dụ một cái, hoặc là các bạn muốn search thêm cái tên người cải tiến nữa thì các bạn cũng có thể là lúc này cũng làm tương tự ha. Thì các bạn muốn đây mới làm một cái thôi đúng không? Bây giờ các bạn muốn làm search ở những cái này hay là đầy đủ hết thì các bạn cũng tùy các bạn, thì lúc đó các bạn có thể là làm y chang như vậy, các bạn vào thêm một cái tag box. Và chúng ta làm mình giả sử đây là có cái mình muốn là cái search thêm cái chỗ tên người này nữa như thế này, thì các bạn cũng double click, các bạn thấy như thế này nó lên như thế này thì các bạn cứ copy cái trên này xong mình các bạn trên tí đổi tí xíu thôi. Cái này là D D5, cái hồi nãy mình gán dữ liệu vào D5, còn đây là nó xuống là mình muốn muốn gán vào là C5 chẳng hạn, và cái bạn này là cái này là tag box 2 này, các bạn đổi thành tag box 2 như vậy thôi, thì lúc này chúng ta lại hoàn toàn search ở đây được. Và khi các bạn kích vô nó có thấy như thế này, có nghĩa là mình đang để ở chế độ design mode nên nó không cho phép macro chạy, nên các bạn phải vào vào developer và các bạn bỏ cái design mode đi để cho nó là chạy. Thế đó bây giờ mình được gọi vào được này. Thì bên này ví dụ giả sử mình muốn muốn đây là ai có ai đó có tên là Thạch chẳng hạn, thì lúc đó nó search sẽ có độ chính xác, bắt đầu nó là co dần đó. Đó, như thế này. Ok, như vậy là xong. Còn cái các cái bước tiếp theo tới đây thì các bạn chỉ cần việc trang trí lại cho nó phù hợp với các bạn, với cái màu mè như thế nào mà các bạn cảm thấy hợp lý là ok ha. Và thông thường thì mình trang trí thì mình hay bỏ cái grid line nào đi cho nó nhìn cho nó đẹp như thế này. Ok, và cái nút này hồi nãy mình test mình không cần thiết mình bỏ đi, và chúng ta đang đang tạo ra một cái công cụ. Cái đây là mình viết chưa đầy đủ, các bạn có thể tự viết thêm là cái để search kết quả, search phòng ban này kia, thì các bạn cũng chỉ thêm cái tag box và làm tương tự như những cái bước ở trên thì các bạn sẽ làm được từng từng cái. Ok, và như vậy thì chúng ta đã xong cái phần này, nhưng mà còn cái cuối cùng là gì? Cái này mình cái này phải các bạn phải lưu ý là cái bước thứ sáu là bước phải lưu lưu file. Lưu file thì khi mà chúng ta viết dạng code như thế này không không lưu bình thường đuôi file bình thường được, mà chúng ta phải là lưu file. Bước thứ sáu lưu file thì chúng ta vào save save as, giả sử mình muốn lưu ra desktop, và lúc này chúng ta cần phải là gì, chúng ta cần phải đổi cái tên nó thành là đổi cái đuôi file lên này này, cái này là cái tên ha, còn cái này là các bạn có thể để là các bạn phải phải đổi mình phải chọn cái đuôi file là XLSM, mà do mình đang xài Excel 2013 nên là nó là đuôi XLSM hoặc là XLB, hai cái này đều ok. Mà thông thường thì sẽ dùng XLSM là phổ biến. Ok. Nên khi bạn lưu như vậy thì cái chương trình bạn vừa viết nó mới không mất, nếu không các bạn sẽ bị mất. Tức là bây giờ mình giả sử mình tắt đi xong rồi mình mở lại cái file hồi nãy mình vừa làm, xin lỗi. Đó. Là nó sẽ thấy như thế này, hoặc là chúng ta có thể bây giờ mình tìm lại này. Search như Google. Ok, bây giờ là qua 6 bước, nhưng mà mình vừa hướng dẫn thì nó cũng hơi lâu, nhưng mà các bạn nếu việc này có thể hữu ích cho các bạn thì các bạn chỉ việc làm theo các cái bước của mình thì nó sẽ thành công. Ok. Và đây cũng là một trong những cái kiến thức cơ bản về cái VBA thôi. Thực ra cái bài này thì bài là cơ bản VBA. Thì ở đây mình qua cái ví dụ này thì chúng ta có được học được một số cái code. Thứ nhất là gì, cái code mà mình viết ở đây trên tay thực tế đây là một cái code rằng là nó thay cho cái việc là advanced filter ha. Và sau đó các bạn cũng có một số cái nữa là cái viết cho tag box, làm sao gán cái địa chỉ từ tag box xuống xuống một ô của thằng Excel ha. Chúng ta cứ chỉ hiểu sơ về cái code là như vậy, tức là muốn gán một cái tag box xuống thì viết như thế nào ha. Cái thứ hai là cái câu lệnh thế nào gọi là advanced filter như thế nào, copy ra như thế nào. Thì đó là cái đây gọi là cái chương trình, như cái chương trình này này. Chương trình mà mình viết nãy vừa viết cái này là gọi là cái advanced filter. Ok. Rồi, và chúng ta đã mình cái này mình gọi là để là search as.
Google. Ok, và mình sẽ để cái file này lên trên cái chỗ comment cho các bạn có thể tải về để thực hành hoặc là xem code các bạn. Cảm ơn các bạn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ vào những cái mục cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ đi bài tiếp theo, chúng ta sẽ một số thủ thuật như là double click để mà gắn dữ liệu hoặc là double click để xóa dữ liệu. Xin chào và hẹn gặp lại.